Future LED ngày hôm nay thì mình sẽ làm chiếc xe của anh trai này sàn máy hệ Future Neo cho xe Future LED này. Chủ xe là có mua nồng bê tông mới, bộ số rim 125 với cây dên và đạn dên rồi. Nồng dên thì mình bỏ hết rồi, nhưng mà cũng cho anh em nghe một cái rồi khi mình lên máy thì nó im hay không nha. Xe có vỗ lồng và với lại khó nổ nha anh em. Đồ của chủ xe, bộ số rim 125, xi lanh, bộ bê tông bạc nè anh em. Thấy không? Cây dên mới thì có một bạc đạn dên ở bên đây thôi nha anh em. Bạc đạn dên Honda nè, đổi 4 cái đũa đầu này lại nồng neo, nó dài hơn đầu Future mập thì tới 7 ly lận. Giữ lại lốc số đây, khui bình xi lanh mới nha. Rồi đó anh em ơi, quyền cái lồng thêm. Đạn số thì thay SKF nha, dên mới nha anh em ơi. Rồi đóng mà đạn vô lốc bổng này là mình chảo vô. Hai bộ số rim 125 nha anh em. Phần này ok hết rồi đó, phần này đủ hết rồi nè. Số rim 125 đó là bạc mới nha anh em. Thì bộ bạc cái bánh tông có nắm nắm đèn đèn, cái đèn đèn đó cho nên đạn cam mình thay nè. Đầu bò của mình chia lại cho ảnh nha, nguyên cái đầu bò neo nè. Sau khi xong thì mình vô được cam rồi luôn nè anh em, sên cam rồi mình vô hết rồi nha. Với lại ở đây là vô cục tăng cam mới là ngay chốc rồi. Thay cái chuồng mới nha, chuồng trong xe rồi. Chủ xe mới làm máy thì cũng không có lâu nữa, thì đây là đi là lò xo 5 nặng 1 nhẹ nghe, ba cái lò xo đi nóc em coi nè. Cậu này điên, còn hai cậu này là còn to nè. Thớt coi xăng mình chế nè, ok ha. Vô hợp lý á nè. Đế này là bị xước lắm mà anh em ơi. Xài mấy cái lò xo cứng thì nó bị nha. Thay cho chủ xe một cặp đế luôn. Thay 4 ba càng mới luôn nha. Lọc gió của chủ xe mình sẽ thay lọc này nha. Nè đây nè ha. Im nha. Chế cảm biến oxy đây nha. Giữ lại cặp lốc luôn á anh em. Thấy không? Rồi sau khi xong thì số bớt khú rồi, chạy bóng anh em ơi. Người mình bắt dần áo đồ hết rồi là cũng tối rồi nha. Nhìn vô ai biết sàn máy đeo qua.